Chuyện trò tán gẫu. Cô ấy đã dành ra nhiều giờ trò chuyện qua điện thoại với bạn của cô ấy. Bất cứ lúc nào tôi bước vào, tôi cũng thấy cả hai người bọn họ đang trò chuyện một cách hào hứng. Nửa tiếng đồng hồ sau, cô ta cười và chuyện trò với một người đàn ông như thể không có chuyện gì xảy ra. Anh ta bỏ ra cả buổi tối tán tỉnh cô và mua thức uống cho cô. Sau bữa tối chúng tôi ca hát nhảy múa và tán gẫu. Sau bữa tối chúng tôi ca hát nhảy múa và tán gẫu. Sau bữa tối chúng tôi ca hát nhảy múa và tán gẫu. Họ tán gẫu với nhau để giết thời gian. Họ tán gẫu với nhau để giết thời gian.
Họ tán gẫu với nhau để giết thời gian. Sao bạn không vào uống cà phê và cùng nhau trò chuyện? Sao bạn không vào uống cà phê và cùng nhau trò chuyện? Sao bạn không vào uống cà phê và cùng nhau trò chuyện? Mặc dù anh ta đã 20, anh ta vẫn quá rụt rè, không thể trò chuyện với các cô gái. Mặc dù anh ta đã 20, anh ta vẫn quá rụt rè, không thể trò chuyện với các cô gái. Mặc dù anh ta đã 20, anh ta vẫn quá rụt rè, không thể trò chuyện với các cô gái.